下不呆，多少自在，青灯黄卷，念佛吃斋，笑看世间，人生百态。阿弥陀佛，善哉善哉，万年不变的口头禅。阿弥陀佛，善哉善哉，助我为民又除害。阿弥陀佛，善哉善哉，善念心中永存在。阿弥陀佛，善哉善哉，才是国泰民安的千秋万代。Bố Đại Hòa Thượng, tập 3, Bố Đại Ngăn Nước Lũ, Hiển Thần Thông. Lão già, ông hãy nghỉ ngơi đi. Những việc nặng nhọc như thế này, cứ để cho thanh niên chúng con làm. Vô dụng nhất là thư sinh đó. Chàng trai trẻ, có thể giúp lão cánh bột sọt đất qua đây được không? Cứ giao cho con. Kính chào đại sư. A-di-đà-phật. Thí chủ không cần câu nể tiểu tiết. Xin hỏi đại sư trên đường ngang qua thôn này hay sao? Đúng vậy, vốn là muốn xin một bữa cơm chay. Thôn này trước kia có thể nói là rất trù phú, chỉ tiếc một cơn hồng thủy, ruộng nương bị ngập, vườn tước tiêu điều, sinh linh đồ thang. Dân trong thôn chúng tôi ngày nào cũng phải chạy lo đắp đập sửa đê, chạy đầu bóng trắng, lương thực trong thôn cũng gần hết rồi. Chư hạnh vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt di lạc. Đa tạ đại sư khai thị. Bản thôn tôi hiện giờ không có sẵn thức ăn chay, nhưng mà bánh bao vẫn còn có. Đại sư nếu không chê xin dùng tạm. Thôn trưởng à, có gì phân phó không? À, đi lấy một ít bánh bao đem cho vị đại sư đây. Thôn trưởng, lương thực trong thôn không còn nhiều. Thế này, việc này ta biết. Đại sư đường xa đến đây cũng là có duyên, làm sao có thể để ngài ra về tay không được. Thật ngại quá, khiến đại sư chê cười. Đàn bà trong nhà không biết quy củ. À, không sao, không sao. Đại sư mời. Đa tạ, đa tạ. Sư phụ, tư sinh nghèo làm gì đây? Vừa ăn vừa cất, làm mất mặt người đọc sách thánh hiền. Hòa thượng cũng chẳng phải người đọc sách, mất mặt cái gì chứ? Thôn trưởng, vị hòa thượng này không biết xấu hổ. Không lẽ là hòa thượng giả? Người nhìn cái bụng của ông ta kìa. Không được bất kính với đại sư. Chuẩn bị cho đại sư một ít lương khô mang đi được. Mau đi đi. Ăn no rồi. Thư sinh nghèo, cậu có muốn ăn không? Năng lực thì ít ỏi, mà quả khí thật lớn. Người trẻ nhiệt tình nên tánh tình cũng nóng nảy mà. Có lý, có lý. Thôn trưởng cứ an tâm, đừng gấp. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiểu đệ đệ, phía trước nguy hiểm. Mẹ ơi! Mẹ! Tiểu đệ đệ, đừng sợ, anh kéo em lên đây. Không ngờ ta lại phải chết ở chỗ này. Một là chưa lập gia đình, hai là chưa lập nghiệp. Thật có lỗi với cha mẹ, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Ừ.
Anh chàng trai trẻ, cậu không sao chứ? Không, tôi không sao. Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát che chở. Cảm tạ Bồ Tát che chở. Cảm tạ Bồ Tát. Bồ Tát, người đã cứu toàn thôn già trẻ chúng con, cảm tạ ơn tái sinh của Bồ Tát. Trồng nhân lành được quả lành, hòa thượng chỉ theo trời hành đạo. Các vị không cần đa lễ, mau đứng lên. Bồ Tát hiển linh, tạ ơn Bồ Tát cứu mạng. Đa tạ Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát. Thí chủ, ông mau bảo họ đứng lên đi. Mọi người mau đứng lên. Sư phụ ta Phật pháp vô biên, khả năng của người không phải là khoác lác đâu. Ây da, sư phụ làm cái gì vậy? Người không phải chê hòa thượng ta làm mất mặt kẻ đọc sách sao? Bây giờ ngược lại quên mất cái người đọc sách rồi. A Di Đà Phật, tôi miệng một ngu dốt, không biết nói năng, trước đó đã đắc tội. Đại sư ngàn vạn lần đừng để bụng. Không sao, không sao. À, đại sư, ngài còn đói không? Tôi đi lấy bánh bao cho ngài. Ây da, thật ngại quá, thiên đại sư chê cười. Nữ thí chủ làm thiện giúp người, tánh tình rộng rãi, hòa thượng tôi bội phục còn không hết. Ây da, cậu ấy xỉu rồi. Mau ân huyệt nhân trung, mau ân huyệt nhân trung. À, cậu tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không? Không có, không có, con rất khỏe. Thôn trưởng, thật ngại quá, đã chiếm giường của ông. Ông mau nằm đi. Không sao, ta đã là một nấm xương già rồi. Cậu không có việc gì là được rồi. Ấy, sư phụ tôi đâu? Bố đại đại sư đang nằm nghỉ ở nhà cuối bên cạnh. Nhà cuối? Đúng vậy, nhà cuối. Đại sư chỉ muốn ngủ ở nhà cuối. Nhà cuối sao có thể để cho người ngủ được chứ? Thôn trưởng, đừng bận tâm. Sư phụ tôi tối qua nằm ở trên núi, ngủ ngáy ầm ầm cơ mà. Ngược lại, thôn trưởng và mọi người sau này có tính toán gì không? Ta định ngày mai cùng dân làng đến tị nạn trong thành Phụng Hoa. Sau cơn lũ, lương thực dự trữ trong thôn cũng không còn đủ nữa. Cũng tốt. Trên đường đi còn có nghe tin triều đình đã phát ngân lượng để cứu tế thiên tai rồi. Chàng trai, cậu và đại sư chuẩn bị đi đâu? Con vốn chỉ là muốn đi về nhà, nhưng bây giờ con muốn đi theo sư phụ. Ê, ngươi đừng nói bậy. Hòa thượng không nhận đồ đệ. Nhưng mà hòa thượng cũng đến thành Phong Hoa, không biết có tiện đường được đồng hành cùng thôn trưởng không? Ê, sư phụ, ngươi dậy rồi. Ê, trời sáng rồi, không lẽ còn muốn nằm ngủ cho to đầu hay sao? Người chuyển chỗ sống, cây chuyển chỗ chết. Đến thành Phong Hoa tự khắc có thay đổi. Thôn trưởng cũng đừng quá lo lắng.天时地人我心，锦绣江山苍穹中，身在民间寺庙堂，浪荡江湖逍遥走，生平无名就无心，转瞻人间不平，慧眼识遍天下事，法号不带留美名，手中不带快快显灵。 让牛鬼蛇神现出原形，念一声阿弥陀佛，佛法无边普度众生，开口常笑大肚囊容，风雨。
天际，放下愁绪，了却烦恼，只留着只在我虚荣。Namo Amida Phật.